đẹp quá mấy chị ơi, xuất sắc luôn. Bây giờ comment số 2 kêu gọi thêm người thân bạn bè của mình vào nha mấy chị ơi, comment cho em nhiệt nhiệt lên một tí xíu đi nào mấy chị. Cho em thấy cánh tay của cả nhà mình nha, cho em thấy cánh tay của các chị yêu nhà mình đang có mặt trong livestream. Comment cho em ngân số 2 đi mấy chị ơi. Comment số 2 tiếp theo là một mẫu zoom. Phải nói là tối nay ai săn được cái zoom này là xuất sắc luôn nè mấy chị. Tranh thủ nha mọi người ơi, em kiếm cái mã zoom này gái rồi. Mã zoom em đồng này, em zoom này là mã 6531. 6531 này em bù lại nha. Em có cho mấy chị 4 size ML, 1X và 2XL là từ 46 cho tới 72 cân. Chốt đơn cho em. Cái giá này mấy chị, giá ngã ngửa luôn trời ơi. Nghe cái giá là phải nói là đúng đẹp luôn mọi người ơi. 6531 gạch ngang cho em ngân số lại trước đi ạ. À, đẹp lắm mấy chị. 4 size ML, 1X và 2 đẹp. 46 cho tới 72 cân, lụa manh gồ cao cấp nha mấy chị. Giá gốc nè, giá gốc 520. Giá gốc cho em này á mấy chị là 520, hôm nay em giảm luôn. 339.000. Chốt đơn mấy chị ơi, trời ơi xuất sắc chưa mọi người. Xinh ha. Đẹp ghê mấy chị, quá đẹp luôn, lụa manh gồ. Zoom này em làm cho mấy chị một cái zoom lửng nha, lâu lâu lắm luôn rồi mấy chị em mới lên được cái zoom lửng này. Cái màu này lên trắng da thôi rồi mấy chị, sang quá sang luôn. 339.000, mỗi người nên có cho em một em nha mấy chị. Lên cái nút da mình rất là trắng luôn mấy chị, nhìn rất là tay. Nên là chị nào chốt thì comment cho em liền luôn nha. 6531 mấy chị ơi. Cái này nè, số lượng ít nhất luôn. Tại vì em thấy mọi người hôm nay phải nói là hỏi em zoom rất nhiều, nhưng mà mấy chị ơi, em phải đợi đến tối ngày hôm nay em mới có hàng em trả cho mấy chị yêu nhà mình. Đó, lên đơn cho mấy chị yêu nhà mình luôn là 6531 gạch ngang số điện thoại kế bên. Hôm nay mấy chị mua hàng, mấy chị sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Được tích lũy điểm để mỗi lần các chị mua hàng thành công mình sẽ được thăng hạng trở thành khách VIP, mình chiết khấu thêm đúng không. Và chị nào mà tham gia hôm nay đặt hàng trên livestream mình sẽ được tham gia chương trình vòng quay may mắn. Cái vòng quay may mắn này mình có thể trúng lên tới 150.000 đồng. Mình quay là mình trúng. Được không ạ? À? Rồi lên đơn cho em đi mấy chị ơi. Đặt luôn đi, 6531 gạch ngang số điện thoại luôn nha. 6531 gạch ngang số điện thoại. Ai có số điện thoại em mới chốt đơn được nè. Còn chị nào không có số điện thoại là em không lên đơn được nha. Mọi người lưu ý, ai để lại cái mã không là mình biết là mình không bao giờ mình có đơn luôn. Chắc luôn mấy chị, thật sự. Nên là đặt hàng đầy đủ thông tin giùm em. 6531 gạch ngang số điện thoại. Zoom lửng nè, em cao 1m63, em nặng 49 cân. Zoom này có độ co giãn, thoải mái ok nha mọi người ha. Cổ vuông, không hở nha, dán tay nè. Em làm cho mọi người dán tay đắp ok la không ạ. Trời ơi, đúng xuất sắc luôn. Eo làm thiết kế eo trên, phối túi hai bên cho cả nhà mình luôn. Nên là chốt luôn giùm em 339.000. Duy nhất đúng một livestream một lần, một duy nhất luôn mấy chị ơi. Đây là chốt đơn giùm em 6531 gạch ngang số điện thoại kế bên để mà mình còn có đơn hàng nha. Đặt hàng luôn giùm em đi mấy chị ơi. Dòng vải lụa mango thì mấy chị biết rồi, nó rất là mát. Còn em phối cho mấy chị những cái họa tiết hoa văn này nè, lên nó sang không? Mình mặc đi chơi, đi đón con của mình, hoặc thậm chí mặc ở nhà nấu cơm nấu nước mà mấy chị cũng được đúng không? Đi chợ, đi siêu thị, đi dạo phố cuối tuần, đi ăn uống nhẹ nhàng. Nó rất sang. Zoom nha mọi người ha. Ở cái zoom này em còn size ML, 1X và 2XL là từ 46 cho tới 72 cân. Mấy chị chốt đơn cho em. Lên cái nút da mình rất trắng nha. Tay em làm giống tay đắp nè, trên này có chip phồng nên cái cầu vai của các chị nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đó, 600 hơn chị em đang xem live rồi. Mấy chị ơi, ai chưa chốt đơn em đồng này mọi người ơi, em zoom nha. Đây là một cái zoom nè. Đây mấy chị thấy không, ngồi không có bao giờ bị cứng cái phần đáy luôn, ngồi cho mọi người xem. Đó, không có bao giờ bị cứng hay là bị khó chịu ngay chỗ cái phần đáy quần hết. Tại vì em làm đã cân đo đong đếm hết đầy đủ ha. Hai túi hai bên, chiều dài của cái zoom này là zoom lửng. Đó, nên là nó sẽ tăng được cái chiều cao của mình. Nó lộ ra được cái chân là mình sẽ thấy được cái chiều cao mình nó sẽ cao hơn. 339.000 một em zoom. Giá gốc 520 nha mấy chị. Giá gốc 520 hôm nay giảm luôn, không có giảm 400 mấy gì hết trơn á mọi người ơi. Giảm 399 cũng không luôn, 350 không, 340 rồi gì không, 300
39.000 thôi, chốt đơn giùm em được không mọi người? Trời ơi, cái mẫu này á rất là xinh luôn. Đặt luôn nha mấy chị, đặt luôn cho em đi, đặt sớm em còn chừa hàng mấy chị ơi. Đặt sớm em còn chừa hàng, đặt chậm em không có chốt đơn được cho cả nhà mình đâu ạ. Mẫu này comment giùm em là 6531 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em nha. Bây giờ em sẽ mix cho mấy chị xem coi cái mẫu dung này mình có thể mặc được đi đâu. Được mà. Thứ nhất nè, mấy chị đi chơi đi cà phê cuối tuần cho em xinh giả mang luôn á mấy chị, đẹp lắm. Những cái kiểu như thế này mình rất là dễ mặc ha. Đó, đi chơi đi cuối tuần cho em nè. Đó, đi dạo phố với bạn bè, người thân, chụp hình. Mấy chị thấy cái dung nhà em không? Cái dung lửng mà em làm sai đến cỡ vậy đó mấy chị. Trời ơi, những cái mẫu dung này mặc hoài mà không chán luôn. Dao rất lên cái dáng mình á. Cái chân mình nó dài, cái dáng mình nó ốm hẳn luôn á cả nhà ơi. Dáng cổ vuông nha, cúi xuống không có hở nè. Eo làm viền eo 3 phân cho mọi người. Xuất sắc. Cái vải này mọi người nên chốt đơn cho em, lụa mango, nó không có nhăn luôn mấy chị, nó không có bị mỏng luôn. Cái giắm tay này em làm cho cả nhà mình giắm tay đắp như thế này, đứng chụp hình ở đâu lên cũng đẹp hết trơn mấy chị. Nó đã đẹp rồi làm gì nó cũng đẹp hết trơn thiệt, đúng không? Đó, nên chốt đơn cho em nha. 6531 gạch ngang cho em ngân số thoại kế bên nha cả nhà. Giờ 1.000 hơn chị đang xem livestream. Chị nào mới vừa vào livestream chưa biết mã này đâu ạ, comment cho em luôn một cái dấu chấm. Chị nào mới vừa vào livestream chưa biết mã này, comment cho em một cái dấu chấm để em chuẩn bị giới thiệu cho mấy chị luôn. Bởi vì em này mấy chị ơi, số lượng nó giới hạn, em không có đứng lâu được. Và sau livestream em cũng không nhận bất kỳ một đơn nào với mức giá sale. Em chỉ bán duy nhất đúng một lần trên live thôi. Đẹp miễn chê luôn mấy chị. Dáng dung lượng, nhìn tay không? Cái gam màu này lên rất trắng da mấy chị. Nền chính của nó vẫn là nền đen kèm với phối họa tiết hoa màu trắng, màu đen, màu vàng cho mấy chị yêu nhà mình luôn ha. Mã là 6531. Em có cho các chị yêu nhà mình là 4 size, size M, size L, 1X và 2XL, tương đương từ 46 cân cho tới 72 cân trở về là mặc rất đẹp. Được không mấy chị? Nên là size số để sau cho em, các bạn nhân viên các bạn tư vấn cho mấy chị. Đừng quan tâm về size nha. Em đang like mẫu này thì mình tập trung mẫu này giùm em nha. 6531 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em. Giá gốc cho em dung này là 520. Hôm nay em không có bán 400 mấy gì hết trơn á mọi người, giảm thẳng luôn. Không có bán 399 hay 350 luôn, còn 339.000 chốt đơn giùm em nha mấy chị. Mẫu này đẹp lắm, ở ngoài nó đẹp hơn trên livestream rất nhiều. Nên là chị nào chốt thì comment giùm em 6531 gạch ngang số điện thoại để mà mình còn có đơn hàng. Bởi vì số lượng này chỉ duy nhất một livestream này mới có thôi mấy chị ơi. Bây giờ em nhắc lại nè, 6531 nha mấy chị. Em đọc vậy mà có nhiều chị còn comment sai mã như chị Yến Phạm nè. 6531 nha mấy chị. Gạch ngang cho em ngân số điện thoại kế bên. Có chị nào mới vừa vào không? Ring cho em một em. Em bao cho mấy chị luôn, mặc cái dung này rất mát. Nó mát từ bên trong, mát lẫn bên ngoài. Mấy chị em nhà mình cái thời tiết mà nóng cỡ nào nha, lấy cái dung này mặc cho em, nó thoải mái lắm mấy chị, nó mát lắm. Cái chân mình cảm giác dài hơn nhiều ha, cái eo mình nó nhỏ hơn, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Cái tay này cử động lên xuống thoải mái. Mấy chị thấy không, em làm tay đắp mà làm không hở nha mọi người, thấy hay không? Tưởng đâu dán tay con không, nhưng mà dán tay đắp phối một lần hai màu. Cái này em đắp sâu cực kỳ luôn, đắp múa hết cái tay luôn cho các chị yêu nhà mình. Tại vì em mới chuyên tạo hình những cái kỹ thuật tay như thế này là rất sang luôn mấy chị ơi. Rồi, tranh thủ giùm em nha mấy chị. Em nhận đơn em đồng này tầm cỡ 1 phút nữa thôi, chuẩn bị qua mẫu rồi mấy chị ơi. 6531 đây ở phía sau lưng nè mấy chị. Tại vì cái này là em đang mặc cái phong lớn ha, nhưng mà không bóp luôn để cho mọi người thấy. Nếu như không bóp nha, nó vẫn tạo hình cho mọi người. Tại vì em mặc size M, em là em hết size S rồi, đây em đang mặc size M luôn nè. Nếu mà mặc đúng nha, phong lên rất đẹp. Còn cái này em không cần bóp luôn, để cho mọi người nhìn hết được phía sau nha, phía sau lưng của cái mẫu đầm này, mẫu dung này nè, đỉnh cao cho mấy chị. Nên là chốt luôn cho em nha. 6531 gạch ngang số điện thoại kế bên nha mấy chị. Chốt đơn giùm em đi mọi người ơi. Cái đầm này hôm nay hỏng lên là trời ơi, tiếc lắm luôn. Rồi được chưa cả nhà ơi, chuẩn bị qua mẫu nha. Ai chưa lên đơn mẫu này không? Cái dung này 339.000 coi như em bán giá tặng luôn á thiệt á. Em bán giá tặng luôn á mọi người ơi, giá nó quá rẻ luôn rồi. Nó rẻ không còn gì luôn. Cái đầm này 60 cân mặc đẹp luôn ha chị ha. Em có nhận từ 46 cho tới 72 cân. Mình lên đơn trước, size số nhân viên tư vấn sau cho các chị. Các chị đặt hàng lâu quá là nó không hết hàng. Được không mọi người, lưu ý giùm em nha. Đặt hàng sớm em chừa đơn, chừa size cho cả nhà mình. 6531
gạch ngang số điện thoại kế bên. Giá em đầm này giá gốc 520, hôm nay đặt hàng trên line em giảm cho mọi người chỉ còn có 339.000, và ngoài ra hỗ trợ chương trình cho mọi người là tham gia chương trình vòng quay may mắn nữa, được không ạ? Nên là bây giờ mình đặt luôn giùm em nha. Comment cho em là em nhắc lại em đầm này, em dung này nha mấy chị, sau đây có nhắc đầm hoài tại vì lâu lắm mới lên một mẫu dung cho mấy chị, mà hôm nay dung mà sale nữa. Dung thì may nó đã khó rồi mà sale cho mấy chị yêu nhà mình nữa, trời ơi là phải nói là quá hời luôn ha. Em dung lại cho mọi người xem luôn để cho mọi người thấy được cái hoa khi mà em làm nè, đỉnh cao không, đẹp không ạ? 6531 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em nha cả nhà ơi. Em có cho mấy chị là 4 size M, L, 1X và 2XL, giá gốc 520, hôm nay giảm cho mấy chị chỉ còn có 339.000, chốt đơn qua mẫu nha mấy chị, comment số 3 qua mẫu luôn nha mọi người ơi. Tiếp theo em Ngân sẽ lên cho mọi người một mẫu nữa, comment số 3 giùm em nha. Em Ngân sẽ qua thêm một mã nữa cho mấy chị yêu nhà mình luôn nha. Tiếp theo em sẽ lên cho mấy chị một mã nữa nè. Chị nào mà đang có mặt trong livestream comment cho em nha, số 3 nha cả nhà ơi. Cái mẫu zoom này nè, cái mẫu zoom này em nhắc lại nha mấy chị ơi là 6531, giá có 339.000 thôi, 339.000 chốt đơn giùm em, được không à? Cái zoom này chiều dài của nó là zoom lửng nha mọi người, là như thế này nha mấy chị, là tầm ngang cái bắp chân cho mình á, là cái dáng mizi đó mấy chị, là zoom lửng á mọi người. Nên chị nào 1m40 mấy, 1m50 mấy, 1m6, 1m60 mấy mặc được hết giùm em. Em Ngân chuẩn bị qua mã rồi, sắp hết hàng mấy chị, comment cho em Ngân số 3 luôn nha, tương tác comment số 3 qua mẫu cho cả nhà luôn nha.